Dạ. Con khóc nữa. Dạ, tại vì mấy bữa nay mọi người khóc đâu quá trời luôn không? Nono quỳ khóc nức nở nói xin lỗi bà cụ giữa trời đông cô đơn. Sau nhiều ngày làm mưa làm gió trên mạng xã hội và đón nhận sự tẩy chay mạnh mẽ từ toàn thể cộng đồng mạng, TikToker Nono đã không quản đường xa đến tận nhà gặp bà cụ trong đoạn clip, vừa khóc lóc vừa cúi đầu và ôm lấy bà cụ thắm thiết để gửi lời xin lỗi đến bà. Theo đó, Nono cho rằng mình đã xin phép bà trước và với ý muốn đoạn clip được lên xu hướng cho mọi người biết tới và giúp đỡ bà nhiều hơn. Đồng thời, TikToker này cũng không quên gửi lời xin lỗi tới cộng đồng mạng vì một giây phút bồng bột của tuổi trẻ nên đã có những hành động thiếu suy nghĩ, thiếu đứng đắn. Chào bà. Dạ, bà có nhớ con không bà? Dạ. Hôm bữa cho bà có giận con không bà? Buồn á, mình láng lắng con. Dạ. Con mình nói ấy kia nọ. Dạ. Bây giờ bà có tha lỗi cho con không bà? Thôi, nó xin lỗi rồi thôi. Không có buồn, không có chóc con gì đó. Nổi kia nọ, mấy chị em thôi bỏ qua hết đi, không có giận gì hết á. Dạ, con cảm ơn bà. Cái lúc mà con xin phép bà á. Có xin phép, có chụp hình đó. Dạ, con xin phép, con từ đầu tới cuối là con đều xin phép bà trước. Rồi đúng con, rồi. Con nói là con ghi hình để có sẽ nhiều người giúp đỡ bà hơn đúng không bà? Ừ. Dạ, với lại anh chị ở trên mạng cũng nói con nhiều. Ừ. Thì con cũng biết lỗi, con từ hôm bữa đó tới giờ con đi tìm bà rất nhiều nhưng mà con tìm không ra. Ừ. Hôm nay là con nhờ mấy anh chị của con tìm được bà. Bây giờ bà coi con như là con chó trong nhà, bà có gì bà dạy bảo con như bà. Dạ rồi, thôi con khóc nữa. Con mong tất cả anh chị ở trên mạng cũng như là tất cả anh chị báo đài tha thứ cho em vì cái sự bồng bột của em một phút bất cẩn. Em mong tất cả mọi người xin lỗi. Em thành thật xin lỗi mọi người. Con cũng thành thật xin lỗi cô. Được biết sau thời gian đó, bà cụ cũng rất buồn lòng vì bản thân cũng vướng vào tâm điểm của dư luận. Tuy nhiên, trước sự thành tâm sám hối của TikToker Nono thì cộng đồng mạng lại khá thờ ơ vì cho rằng trước đó bạn vẫn còn ngạo nghễ khi lên mạng thách thức nhiều người. Cho tới khi bị mất tài khoản tích xanh và báo đài phản ánh quá nhiều thì Nono mới bắt đầu có những động thái hối lỗi. Không những thế, nhiều người còn cho rằng đây là một phần trong kịch bản mà có thể Nono đã dựng ra trước đó để xây dựng lại hình ảnh của mình. Một số bình luận khác được cộng đồng mạng để lại. Đường dài mới biết ngựa hay, một hai hành động không đánh giá được, biết đâu sau này lại ngựa quen đường cũ thì sao? Ôm bà cụ nhưng trong lòng nghĩ đến chiếc tít xanh mà bật khóc. Không biết có phải diễn hay không, thật giả lẫn lộn, không biết đâu mà lần. Một bài học vô cùng đắt giá, lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin vụ việc trên kênh YouTube Tình Bà Phúc.